Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Di Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Hôm nay em phải vào trong thế này thì các bác biết là thời tiết mưa gió ngoài trời như thế nào. Đây các bác nhìn này, ngay phía núi rồi. Và trời thời tiết là gọi là không nhìn thấy một cái gì luôn. Đấy, cửa hàng em thì ngay gọi là nhìn thấy núi luôn đấy các bác nhá. Và bên em có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng ạ. Và hôm nay thì bên em Vũ Di Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng là một mẫu xe khá là ok. Một mẫu xe rất là đẹp, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc, Kia Rio đời 2015 với màu sơn đỏ cực kỳ bắt mắt đẹp. Và nói chung là cam kết các bác là không có lỗi lầm. Vừa về cửa hàng em xong, xe thì cứng, ngon lành phở. Và cái tầm giá thì xe này rất là thơm luôn các bác nhá. Vâng, một chiếc Kia Rio đẹp căng từng cm đời 2015 với động cơ máy chỉ có 1.4 thôi, hiện đại vô đối, có số tự động này, ga tự động cruise control này, điều hòa auto này, rồi gạt mưa, gạt kính auto, cửa sổ trời. Thực sự là không còn một cái option gì mà chiếc xe này không có nữa các bác ạ. Vâng, cửa điện an toàn, đèn pha thì công nghệ LED rồi, rất là hiện đại luôn. Đèn phía trước của xe thì là được sử dụng đèn bi cầu kết hợp với đèn bi gầm, rất là sáng, vừa mỹ quan đẹp vừa sáng này. Cả miếng trước sau của xe thì vây quanh xe luôn, lốp dép 17 inch la răng, vâng, rất dày, và lốp thể thao Michelin 4 quả dày bình bịch luôn các bác nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá nó chỉ có hơn 300 thôi nhá các bác nhá, hơn 300 triệu, chưa đến 400. Các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe rộng rãi, tiện lợi, một mẫu hatchback hiện đại. Đấy, auto, động cơ máy thì 1.4 rất là lành bền và khỏe. Và con này thì đây các bác nhìn này, form đầu xe thì cực kỳ đẹp sáng luôn đấy. Nói chung là xe thì cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Còn máy số thì chạy cực lành êm. Và cái dòng này thì máy nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, con này lăn bánh được 13 vạn rồi, đăng kiểm thì còn dài đến tháng 1 năm 2024. Cửa sổ trời, nội ngoại thất da bò, nội thất da bò của chiếc xe là zin nguyên nhá các bác nhá. Chưa có độ chế gì cả. Đấy, thời tiết hôm nay mưa nắng thất thường, em phải vào trong lán để quay review xe nên các bác thực sự thông cảm. Đấy, còn bụi bẩn vẫn còn vì là xe nó vừa về xong chưa có làm một cái gì đâu ạ. Vâng, nguyên bản nhá các bác nhá. Và xe thì mang biển Hải Phòng 15A55305. Và các bác nào mà yêu chiếc xe này ạ thì mời các bác là qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Điện thoại qua hotline 0869 158 926, duy nhất một số hotline nhá, Facebook, Zalo, điện thoại là đều sử dụng số đó. Và các bác chỉ cần alo nhấc máy thôi thì em sẽ tiếp các bác tận tình và chu đáo. Và hôm nay là chiếc Kia Rio bản hatchback này thì các bác có thể là cùng em Vũ Di Ô Tô nhìn chi tiết ở phần của các cái chiếc xe này. Em này thì mang biển Hải Phòng, biển số thì sạch sẽ rõ ràng. Và nói chung là đây các bác nhìn này, mặt catalang của xe này đấy, các cái phần này nó còn nguyên bản luôn nhá, không có lỗi lầm gì cả. Cản dưới này cũng thế này đấy, các bác nhìn cản dưới này đấy, sạch sẽ, nhựa cản còn nguyên, đẹp căng luôn này, không hề lỗi nhá. Còn về phần đèn bi gầm thì con này là sử dụng đèn bi gầm công suất cao, khả năng chiếu sáng, ánh sáng tốt, và bi thì nhỏ vậy thôi nhưng mà nhỏ có võ các bác. Còn cản thì không có chảy xước một tí gì, chỉ có bẩn bụi thôi, lau phát sạch ngay đấy. Xe vừa về xong, nói chung là về khí chất của cái dòng này thì quá ok rồi. Hệ thống đèn led mí phía dưới này, led mí phía dưới, bi cầu bên trên và đèn pha ở phía bên trong. Nói chung là cái về phần mỹ quan thì quá yên tâm. Còn về phần gọi là công năng sử dụng thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đấy, cái dòng này nói chung là bầu đèn của xe thì là không có bị ố mốc này, không có rạn nứt, không có bốc xương. Và cái phần này này, đấy, đèn led xung quanh này thì các bác nhìn là nó cũng khá là đẹp. Đấy, led chìm như các bác nhá. Bên phụ với bên tài đều như nhau, cân đối hài hòa, đèn đóm sáng choang, không hề có lỗi lầm luôn. Đấy, bi cầu nhìn rất là tuyệt vời. Cản dưới xe thì đầu giờ cản rất là sạch sẽ. Và con này thì có cảm biến lùi tất cả hai bên. Đấy, cho các bác cảm biến tiến này, đây là cảm biến phía trước nhá, và cảm biến hậu phía sau. Rất là yên tâm cho các bác khi mà đi lại những khu vực chật hẹp. Đấy, tôn cabo thì dày dặn chắc chắn luôn này, không hề có lỗi. Dòng xe nhập khẩu Hàn Quốc thì những cái dòng Kia Rio là những cái dòng xe rất là lành, lồi đồng cối đá các bác nhá. Đấy, kính đẹp luôn này. Đấy, kính đẹp. Và con này thì đây, lốp thì chiếc xe này sử dụng lốp Michelin, lốp thay từ 2019 tuần 28 các bác nhá. Lốp thay 2018 này. Đấy, lốp thì còn dày khự luôn. 18 nhưng mà lốp rất dày các bác nhá. Đấy, lốp dày khự luôn. Đấy, lốp dày này. La răng phay thể thao 17 inch. Đấy, la răng đẹp căng luôn. Và con này thì sử dụng lốp 2545 các bác nhá. Đấy, la răng phay rất đẹp luôn. Sơn xi tôn vỏ căng, xi nhan tích hợp trên gương, và gương kính thì có điều chỉnh điện cụp xòe đầy đủ. À, các bác nhìn đây. Đấy. Có cụp có xòe nhá. Xi nhan tích hợp đầy đủ, không thiếu một cái gì.
Vâng. Và nói chung cái dòng xe này là một cái dòng xe khá là hiện đại này, vừa là tiết kiệm này, vừa là lành này. Đấy, chỉ keo bao zin các bác nhá, không mất một phân ni keo chỉ nào. Chỉ dưới này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn nhá. Chỉ dưới còn nguyên, nguyên bản luôn. Xe cứng, đấy, tapi sạch sẽ và con này thì có nội thất da bò, tapi cũng da bò luôn. Đấy, cái này là vân nhựa nhá, đây là toàn bộ là bằng nhựa này. Đấy, nhựa sần còn nguyên, đẹp căng. Đấy, tất cả các chức năng kính, ví dụ kính điện này, một chạm hoạt động hoàn toàn ok, không hề lỗi lầm. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng. Còn nguyên nhá, không hề lỗi lầm một tí nào luôn này. Đấy. Và xe thì nội thất bên trong là nội thất da bò, căng đét luôn này. Đấy, các bác nhìn này. Nội thất da bò căng đét đèn đẹp luôn. Đấy, da căng này, rồi các cái phần lỗ thoáng khí là có ok luôn này. Đấy, lỗ thoáng khí đẹp căng luôn. Trần nỉ của xe thì đẹp này, trần nỉ không có sổ lông này. Đấy, cửa sổ trời thì em đang mở ra cho nó thoáng này. Thời tiết hôm nay việc review xe là hơi bất cập một chút, thế nhưng mà các bác không sợ cảm nhé. Nói chung là xe vừa về xong thì em review luôn cho các bác. Đấy, cái này người ta móc ra là còn nguyên này, các bác nhìn này. Các cái kẹp bấm này nó còn nguyên bản nhá, nó chưa có làm một cái gì cả. Đây, sàn này, đấy. Bên em thì cái này là vừa mới kiểm tra xong nên là chưa ấn hết cỡ. Thì cái này nó còn nguyên, đây các bác nhìn nhá, cái này còn nguyên này. Đấy, cái này là chưa đóng hết cỡ cái phần ốp này vào. Đấy, đấy, thế là xong. Nói chung là cái dòng này là cái dòng xe gia đình, người ta đi thì rất là giữ gìn và được cái là rất là hiện đại, vô đối luôn. Đấy, vô lăng tích hợp rồi cửa sổ trời rồi điều hòa gạt mưa auto các thứ là có hết. Đấy, các bác nhìn này. Ở phần bên trong này, nội thất da bò căng đét luôn. Không lỗi lầm, da bò rộng rãi nhá. Xe thì rất là rộng luôn. Phần sàn toàn bộ là sàn đã được bọc 6D rồi. Cái sàn này sàn 6D này, kết hợp có cả sàn xoắn luôn nhá, chống bẩn này, chống bù mọt đấy. Và cái dòng này thì nó tương đối là rộng, các bác ngồi những cái dòng này thì đi rất là tiết kiệm này, rồi thoải mái này, đấy, không bị lo gò quá như dòng Linh Nhi 10. Đấy, còn chỉ keo thì bao zin cho các bác nhá. Chỉ keo bao nét đẹp cho các bác luôn. Một mẫu xe ngon lành phở, đấy, 4 quả lốp 2019 Michelin, đấy, lốp Michelin này, dày bịch luôn, lốp này thì khỏi bàn và la răng, phanh đĩa nhá, phanh đĩa là 4 bánh luôn. Con này thì bác chủ có cái đi nhiều, nói thật các bác là thực sự là đi nhiều. Thế nhưng mà về chất của xe thì vẫn còn rất là yên tâm. Và đặc biệt là xe thì được dán chống ồn hết rồi. Đấy, đèn đây, em bật luôn đèn pha. Tầm này bật đèn hậu với đèn led của xe nó mới đẹp. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, thiết kế đèn cực đẹp luôn nhá. Đèn zin, bầu đèn căng trong, chỉ có hơi đọng nước ở ngoài, còn nước bên trong là không có. Cái này thì con này vừa mới đi mưa về mà. Đấy, lau phát bóng lử sạch ngay. Đấy, bên này cũng thế này. Toàn bộ đèn của xe là không có ố mốc gì cả. Em hạ sáng xuống cái đấy các bác nhìn nhá, đèn xe này rất là mịn màng, sạch sẽ xịn sò. Đấy, đèn đóm thì sạch sẽ luôn. Còn phần cản sau đây, đấy, cản sau thì có cảm biến lùi cho các bác luôn. Em này thì nói chung là nó được tích hợp rất nhiều cái công nghệ và được tích hợp về độ an toàn thì tương đối là cao. Các bác đi những dòng này thì quá yên tâm luôn. Và chiếc xe thì mang màu sơn đỏ rất là bắt mắt và trẻ trung. Đấy, cốp mở điện nhẹ nhàng. Đấy, các bác nhìn này, đấy, cốp mở điện nhẹ nhàng luôn. Bên trong này thì có lót sàn 5D kết hợp với đây, các bác nhìn này, người ta lót 3M hết chống ồn, cứ bảo làm sao đi con này êm thế. Vâng, đấy, đồ nghề kích lốp các thứ là xe có hết nhá, không thiếu cái gì. Chỉ cốp cánh này còn nguyên, đấy, chỉ cánh còn nguyên luôn. Đấy, tất cả các cái phần chỉ keo này là còn nguyên bản luôn này, không có độ gì cả. Nói chung là cái dòng này là một cái dòng xe dành cho những ai mà thích cái sự hiện đại, thích sự nhỏ nhắn xinh xắn, thích công năng nhiều mà lại tiết kiệm nhiên liệu, thì đây là một mẫu xe lựa chọn thực sự các bác là gọi là số 1 luôn đấy ạ. Sự lựa chọn số 1 cho chiếc xe này các bác nhá. Vâng, xe rất là ngon. Đấy, chất như thế này không mua thì mua cái gì. Lốp Michelin này, bên này như thế này. Đấy, dàn lốp Michelin 2019 tuần cuối nhá. Rất đẹp luôn. Lốp Primacy 4 này các bác nhìn này, rãnh lốp dày này. La răng phay thể thao. Cái này thì đấy các bác nhìn này, phanh đĩa này, rồi la răng. La răng của chiếc xe này là 8 chấu, kiểu dáng rất là mới. Và cái dòng này thì nói chung là Rio cũng là một sự lựa chọn với mẫu hatchback quá yên tâm. Mà có hơn 300 bọn rồi các bác ạ. Vâng, chưa đến 400, rẻ. Thường thường với những cái đời như thế này bên nhà em sẽ bán là tầm hơn 400. Thế nhưng mà hôm nay mua được con xe này thì giá nó cũng thơm thơm. Thế là thành ra để lại cho các bác cái giá nó vậy thôi. Vâng, cũng không hề đắt một chút nào cả.
các bác có điều kiện thì các bác có thể là qua trực tiếp xem, và các bác không có điều kiện thì các bác có thể là đặt cọc sau đó em chuyển xe đến tận nhà. Riêng em này thì cứ bao uy tín cho các bác luôn. Đấy, máy số thì đã được làm rất là ngon, chạy rất là êm luôn. Đấy, máy nổ êm giòn nhá. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn, màn hình đầy đủ, có chức năng cả camera lùi luôn đấy các bác. Đấy, cửa sổ trời rộng rãi tiện lợi này. Rồi đăng kiểm rõ con này thì đến tháng 1 năm 2024 cơ. Còn rất là dài đúng các bác nhé. Vâng, rất dài. Đấy, lốp dép này. Một dàn Michelin 4 quả 2019 thì quá yên tâm luôn. Vâng, nói 2 năm nhưng mà thực sự tầm vừa rồi thì bác ấy không đi nhiều. Ôi, mình vừa mới đi qua cái gì đây? Ui, các bác nhìn này. Đèn pha led này. Con này em giảm ánh sáng cho các bác nhìn nhé. Nó còn có ánh sáng xanh rồi. Đấy các bác nhìn nhé, cái ánh sáng xanh này. Cái này nó theo tần số nhé, mắt thường sẽ không nhìn thấy đâu, nhưng mà qua camera thì nó sẽ bị như vậy đấy. Đấy, ánh sáng xanh này rất sáng nhé, kể cả ban ngày đèn vẫn soi rất là sáng luôn. Đấy, và chiếc xe này thì gầm đây, cho các bác xem gầm. Gầm con này thì khỏi chê. Đấy, đây các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm này. Gầm ướt do là mình đi dưới mưa thôi nhá, chứ còn gầm là không có mục mọt một tí nào luôn này. Gầm đẹp căng, không hề mục mọt một tí nào luôn. Xe thì nói chung là cứng và giá thì rất là thơm. Đấy, em này thì rất là hiện đại, các bác nhìn đồng hồ này. Đấy, 12 vạn 9 nhá. Đồng hồ xịn sò, gạt mưa này. Đấy, mưa kính các thứ là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy, lại còn có gạt kính sau à. Đấy, và ga tự động nhá, không thiếu một cái gì, và không có thiếu một cái chức năng ga tự động. Đây, đấy, cruise control này. Đấy, có hết. Vô lăng điều khiển tích hợp này. Nói chung là với cái dòng xe Zio nó là một cái dòng xe hiện đại rồi. Và với gia đình thì đi những chiếc xe này thì nói chung là chả phải chê cái gì. Đấy, giá rẻ mà xe thì ngon. Đấy, không thiếu một cái gì. Và cổng sạc điện thoại đây. Còn nếu mà các bác thích thì có thể cắm thêm tẩu sạc ở đây. Nói chung là được thiết kế thì rất là nhiều rồi. Đấy, điều hòa auto một chạm cái là xong. Đấy, và cửa sổ trời đây. Đấy, ngon lành phở thế này mà. Bác nào quan tâm thì alo ngay cho em nhá. Vâng, đừng ngại ngần chần chừ để bỏ lỡ một chiếc xe tuyệt vời. Một chiếc xe nội thất da bò căng đét còn nguyên bản luôn, cam kết là không có lỗi lầm. Đấy, nội thất màu nâu rất là đẹp và sang chảnh. Cảm ơn các bác.